아, 우선 이거 한국어 좀 읽을게요. 핵심은 이러한 일상 표현을 실험해 보는 것입니다. 연습을 통해 대화와 능력과 대화 능력과 이해력을 향상시킬 수 있습니다. 외국어로 스스로를 명확히 표현하는 것은 연습할수록 더 쉬워집니다. 여기 아침부터 밤까지 일상적인 루틴을 설명할 수 있는 20개의 문장이 있습니다. 읽어주세요. 네, 핵심은 이러한 일상 표현을 핵심은 이러한 일상 표현을 시험해 보는 것입니다. 연습을 통해 대화 능력과 이해력을 향상시킬 수 있습니다. 외국어로 스스로를 명확히 표현하는 것은 연습할수록 더 쉬워집니다. 저기 아침부터 밤까지 일상적인 루틴을 설명할 수 있는 20개의 문장이 있습니다. 네, 아, 탱벳 읽어주세요. Điều quan trọng là thử nghiệm với những cách diễn đạt này. Vì việc luyện tập sẽ cải thiện kỹ năng trò chuyện và hiểu biết của bạn. Diễn đạt bản thân rõ ràng trong một ngôn ngữ nước ngoài sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn luyện tập. Dưới đây là 20 câu có thể giúp bạn mô tả thói quen hàng ngày của mình trong ngôn ngữ đích. Điều quan trọng là tự nhiên bởi những cách diễn đạt này vì việc luôn tập sẽ cải thiện kỹ năng trò chuyện và hiểu biết của bạn. Diễn đạt bản thân cho rằng cho một ngôn ngữ nước ngoài sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn luôn tập. Rồi đây là 20 câu có thể giúp bạn mô tả thói quen hàng ngày của mình trong ngôn ngữ đích. Điều quan trọng, i것은 중요, 여기 중요한 것이 있는데, 뚜니엠 라지? 뚜니엠. thử nghiệm là Sito Sito 해요 뚜니엠. Sito à là Rồi. Chúng ta trên y có tăng này, dạng này, trên trên đất này, y có trên đất, ý nghĩa là gì? Thắng cách bộ. diễn đạt là tiêu hiểm À, phương hợp thắng bộ vừa khá chỉ có siêu mê bộ sử dụng. Vì thế này, việc luân tập sẽ dẫn sư vừa hành nghề, cải thiện kỹ năng cho chuyện, thể hóa hiểu biết của bạn thắng sinh ý hệ. 이해의 기술 개선을 개선할 수 있게 연습이 도와줄 거예요. 개선할 수 있게 해줘요. 연습 때문에 이런 표현을 해보죠. 표현은 반할수 있게 반 이거 사다예요. 반 어따? bản thân đó반찬 bản thân làm trả xin자신 trả xin이거 자신감, 자신을 조장 명확하게 해줘요. 조장, 정모, 농로에서 조는 됐죠. 그래서 더 쉽게, 맞아요? 제양, 쉬워요. 더 대처 내는 쉽게, 내라 예, 더 쉽게 해줘요. 네. 녹녹노이라 그리고 외국 언어. 외국어 외국인 외국 언어. 네. 아, 기반 당신이 연습할 때더 쉽게 해줘요. 조이다일라. 여기에, 맞아요? 여기에? 조이다일라. 하이무카우 꼬테 20문장이 당신이 뭐, 다, 또, 이번 상나이 일상적인 시간 표현들을, 뭐는 열다? 열다예요. 뭐 알다?
mô mô tả ý nghĩa là gì? mô tả À. để giúp các mô tả quên rồi mô tả Mà yêu ta à hôm nay qua mình trong nông nữ tích mô ono tả tích ý nghĩa là gì? Nông nữ tích 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 ý nghĩa là gì? ngữ đích biệt thân nam mò rô mà là À, ok, đích. 그냥 đích언어에서 chính언어에 xác nghèo đích아, đích 오케이. 그냥 언어에서 당신의 일상생활의 루틴을 설명하는 문장입니다. 오케이. 아마 ngôn ngữ đích là về과정. ngôn ngữ mẹ đẻ đấy ngôn ngữ네. ngữ mẹ đẻ Ok. 이거 티앵한 베트남어로 한번 얘기해 봐요. 티앵한 한국어 베트남어로 네, 이야기해 보세요. điều quan trọng là À. 시험 요건. thực nghiệm là kỳ thử nghiệm mà À, 티앵. điều quan trọng là네. thử nghiệm cái cách diễn đạt hàng ngày cách diễn đạt À. hàng ngày luyện tập à, trong luyện tập à, để sẵn sàng cải thiện kỹ năng là luyện tập thông qua luyện kỹ tập thì có năng thể câu cải thiện kỹ năng trò chuyện và sự chuyện hiểu biết chữ viết của mình của mình sự hiểu biết của mình thông qua cái đặc biệt dỗ dàng việc mô diễn đạt mô Sisro mô lần việc à diễn đạt bản thân một cách rõ ràng bằng tiếng nước ngoài tan thì tan càng trở à nên dễ càng trở nên dễ dàng hơn dễ dàng hơn để lên tập kỳ kỳ lên tập dễ dàng hơn việc luyện tập dồn sức này để việc luyện tập dễ à, dàng hơn à? à đô la tu tu Đây dưới đây à? À đâu? à. Dưới dưới đây là 20 Hai mươi cao cái hai mươi cây cao 20 cao cao cốc rồi giải thích soi mèo là giải thích à giải thích à mô lạc soi mèo giải thích mô long giải hàng thích hàng này hàng này hàng này này à để giải thích nông nữ chích tu tu sang đêm đêm à ok ok yeah. 이제는 ngày한국어 để문장 볼게요. tối일상 표현을 위한 20 문장 아침부터 밤까지 이어 다섯 개씩 할게요. 다섯 문장씩 아남 가오 할게요. 나는 매일 아침 7시에 일어납니다. 일어난 후 이를 닦고 세수를 합니다. 나는 보통 8시에 아침을 먹습니다. 나는 하루를 시작하기 위해 커피 한 잔을 마십니다. 나는 옷을 입고 9시에 출근합니다. 네, 읽어주세요. 네. 나는 매일 아침 7시에 일어납니다. 일어난 후 이를 닦고 세수를 합니다. 나는 보통 8시에 아침을 먹습니다. 나는 하루를 하루를 시작하기 위해 나는 옷을 입고 9시에 출근합니다. 아 이거 티잉벳으로 끝. 얘기해 주세요. 1번부터 5번까지 티잉벳 안 보고 티잉벳 네, tôi thường ngủ dậy lúc 7 giờ sáng. nè hai cao phải Tôi thường hàng ngày tôi ngủ dậy lúc 7 giờ sáng. Sau khi ngủ dậy thì tôi đánh răng rồi rửa mặt. nè Câu 2, câu cao 3 là cao phải tôi thường ăn sáng vào lúc 8 giờ. nè Câu 4 là tôi
Tôi uống một chè Còn cà phê. mặc áo rồi đi làm lúc 9 giờ. Lúc 9 giờ này. 그러면 저는 땡볕 사우트 모이 할게요. 사우트 모이. 먼저 읽어주세요. 6 đến 10 à? Nè. Tôi đi xe buýt hoặc đi bộ đến chỗ làm mỗi ngày. Để tôi đến văn phòng khoảng 9 giờ 30 sáng. Tôi làm việc từ 10 giờ sáng đến giờ ăn trưa. Tôi thường ăn trưa với đồng nghiệp vào lúc 1 giờ chiều. Sau khi ăn trưa, tôi tiếp tục làm công việc của mình. Nè, sao tôi đi xe buýt hoặc đi bộ đến chỗ làm mỗi ngày. Tại tôi đến văn phòng khoảng 9 giờ 30 sáng. Tâm, tôi làm việc từ 10 giờ sáng đến giờ ăn trưa. Chín, tôi chú ăn trưa rồi đồng nghiệp vào lúc 1 giờ trưa. 10, sau khi ăn trưa, tôi tiếp tục làm công việc của mình. 한국말로 해볼게요. 나는 버스로 가거나 걸어서 매일 일하러 가요. 벤조람. 직장에 가요. 조람. 일하러 가요. 다음에 이러라 가요. 디 또 나는 넌 나는 도착해요. 아침 인 방방 9시 30분쯤에 사무실에, 반봉, 사무실에 도착해요. 땀, 털. 나는 일을 합니다. 아침 10시에서, 안주하는 점심? chưa là chòm xin xì gan 점심 시간까지 일해요. 진, 이 나는 보통 안주 점심을 먹어요. 저희 동료, 직장 동료하고 직장 동료 오후 1시에 동료들과 점심을 먹어요. 다음 양주 점심을 먹은 후에 택트 고객 고아민 나의 일을 시작해요. 택트. 네, 일을 시작 알아? 시작과 계속해요. 계속하다. 계속해요. 오케이. 일을 계속해요. 잘했어요. 오케이. 그러면 Đây là co là lịch trình à? Y y tròn. À thà còn ngon xin nhím네. còn coi tròn à y y tròn. Kéo네? 어떻게 해요? 1번부터 5번 확인해 볼게요. 1번. Tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng mỗi ngày. Nè. Sau khi thức dậy, tôi đánh răng và rửa mặt. Tôi thường ăn sáng vào sáng lúc 8 giờ sáng. Tôi uống một tách cà phê để bắt đầu ngày mới. Tôi mặc quần áo và rời đi làm lúc 9 giờ sáng. Nè, tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày. Sau khi thức dậy, tôi đánh răng và rửa mặt. Tôi thường ăn sáng lúc 8 giờ sáng. Tôi uống một tách cà phê để bắt đầu ngày mới. Tôi mặc quần áo và rồi đi làm lúc 9 giờ sáng. 이거 뜻은 나는 일어난다, 일어나, 뜻자이가 일어나다. 그러니까 매일 일어나다. 아침 7시에 일어나요. 사우키 뜻자이. 7시 예, 뜻자이. 7시에 일어나요. 예, 일어난 후에 나는 간장, 이거 이빨을 닦아요?
바로만 이르 각 또 단장 바로맷 얼굴 세수해요. 루어맷. 예수 주어 발음 뭐예요? 주어맷이에요? 뭐예요? 주엄마 주어맷. 오케이. 냉장 라 이르 닫고 단장. ngoài ra là giảng chi à giảng chi hiểu mà cháu네, 양치예요. 비슷해요. 같은 말이에요. 이를 닦다, 양치하다. 양치 이를 흉냐, 닦 흉냐. 네. 네 나는 보통 도이승 앙상 르크 땀지오상 아침 8시에 아침을 먹어요. 뭐 아침에 카페 뭐 먹어요 딱 카페라 커피 한잔딱 커피 라한잔 에뭐딱 나는 커피 네. 한잔 데파타오 나이 나이 뭐 새로운 날을 시작하기 위해 커피 한 잔을 마십니다. 또이 막반 아오 나는 옷을 입고 조이디랑 그리고 아침 9시에 일하러 가요. 맞아요? 이러라 가다. 이하러 가요. 조이디랑 예. 출근해요. 출근해요. 이러라. 네네. 출근해. 네네. 오케이. 그다음에 6번부터 10번 해볼게요. 나는 매일 버스를 타거나 걸어서 출근합니다. 나는 보통 9시 30분쯤에 사무실에 도착합니다. 나는 오전 10시부터 점심시간까지 일합니다. 보통 동료들과 함께 1시에 점심을 먹습니다. 점심 후 나는 내 일을 계속합니다. 네, 읽어보세요. 네. 나는 버스를 타거나 출근 9시부터 점심시간까지 일합니다. 보통 동료들과 함께 1시에 점심을 먹습니다. 점심 후 나는 내 일을 계속합니다. 팅백 한번 해볼게요. 사우 네. 댄 넘버 tiếng Việt đó. nè Tôi xấu là tôi thường đi làm bằng xe buýt hoặc là đi bộ. mỗi ngày Mỗi ngày tôi thường đến văn phòng vào lúc 9:30 vào khoảng 9:30 thôi hôm hôm tin chiếu tin vào chiếu khoảng chín ba mươi rưỡi ba mươi chín rưỡi nè à chín rưỡi Quảng, Quảng, Trinh, Dạ, cái đây, Quảng. Nếu mà là tôi làm việc từ 10 giờ sáng đến đến giờ trưa. Nè. Câu 9 là tôi ăn trưa. Tôi thường ăn trưa với đồng nghiệp vào 1 giờ. Một chỗ nghe nè. Câu 10 là sau khi ăn trưa Rồi. tôi tiếp tục làm việc của mình. Ok, 네. 그러면 이제 11번 계속해요. 네, 11번 하면 돼요. 오후 3시쯤 짧은 휴식을 취합니다. 나는 6시에 퇴근합니다. 나는 저녁에 헬스장에 가거나 산책을 합니다. 나는 보통 7시 30분쯤 집에 돌아와 샤워를 합니다. 나는 8시쯤 저녁을 요리하거나 때때로 배달 음식을 주문합니다. 네. 읽어주세요. 뭐. 오후 3시쯤 짧은 휴식을 취합니다. 나는 8시에 퇴근합니다. 나는 저녁에
헬스장에 가거나 산책을 합니다. 나는 보통 7시 30분쯤 집에 돌아와 샤워를 합니다. 나는 8시쯤 저녁을 요리하거나 때때로 배달 음식을 주문합니다. 네, 한번 띵벳으로 뜻 얘기해 주세요. 이니아 띵벳 뭐뭐뭐 있다. Tôi nghĩ à vào buổi chiều khoảng khoảng 3 giờ chiều thì tôi nghỉ ngơi một chút. Né. Tôi thường tan làm vào lúc 6 giờ. Ở Thế 13 là퇴근하다. tôi tan làm vào lúc 6 giờ. Câu 6 13 là tôi đi dạo tôi đi đến hết sức trang Phòng tập. phòng tập thể thao ấy, phòng tập Yeah. thể thao hoặc là đi dạo vào buổi tối. Câu 14 là tôi thường trở về nhà vào lúc 7 giờ, vào khoảng 7 giờ 30, rồi tôi tắm, đi tắm. Né. Câu 15 là tôi nấu ăn tối vào khoảng lúc 8 giờ, hoặc là thi thoảng tôi đặt đồ ăn tôi đặt đặt đồ ăn bề tai là ship ship ship. Né. Tôi đặt đồ ăn gọi là ship ấy. Rồi đã ship Tôi đặt phải tay đồ ăn phải ship. ăn phải tay ok. 그러면 아마 16번부터 내가 한번 해볼게요. 네, 16 읽어주세요. 네. without then hai mươi sao. Tôi xem TV và hoặc đọc sách để thư giãn sau bữa tối. Tôi thường kiểm tra email hoặc lướt internet trước khi đi ngủ. Tôi gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn bè để trò chuyện vào buổi tối. Tôi chuẩn bị đi ngủ lúc khoảng 10 giờ 30 tối. Tôi đi ngủ lúc 11 giờ tối để có đủ giấc cho ngày mai. Tôi xem TV hoặc đọc sách để thư giãn sau bữa tối. Tôi thường kiểm tra email lúc Internet trước khi đi ngủ. Tôi gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn bè để trò chuyện vào buổi tối. Tôi chuẩn bị đi ngủ lúc khoảng 10:30 tối. Tôi đi New York 11 giờ tôi để cô giấc ngày mai. Na는 TV를 보거나 책을 그 읽거나 그 과일 저녁을 먹은 후에 휴식을 위해서 두지한 쉬기 위해 스위스 휴식 휴식 네네 휴식을 위해서 TV를 보거나 책을 읽어요. 나는 보통 이메일을 확인해요. 자, 또는 자기 전에 이디뉴 자기 전에 인터넷을 합니다. 로썸 인터넷을 사용해요. 사용해요. 로썸 또또 이거 이젠 보이젠 보이젠이냐 라지 보이젠 전화 전화하다 이제 나는 전화하거나 친구에게 전화하거나 메시지 난틴 난틴 친구에게 메시지를 보내요. 메시지를 보내요. 대화하기 위해 보이도 저녁에
저녁에 저녁에 대화하기 위해 친구에게 메시지를 보내요. 대화하기 위해 저는 친구에게 메시지를 보내거나 전화를 합니다. 나는 준비해요. 저녁 밤 10시 30분쯤에 잠자러 가는 준비를 해요. 나는 내일을 위해서 유작 잠들어요. 유작 잠을 자기 위해 또 유작 잠을 그리고 자기 눈 위해 부족. 저녁 11시에 리뉴 자러 가요. 또 리인 오브로 뭐해 보자. 맞아요? 자, 녁. 아, 11시. 11시. 밤 11시. 아, 11시. 네네. 잠을 자요. 오케이. 그러면 이거는 11번. 잠깐만요. 소인이죠. 11번 해주세요. 11번, 1번, 10번. 12번, 12번. 아, tôi nghỉ giải lao ngắn vào buổi chiều, lúc khoảng 3 giờ. Tôi kết thúc công việc và rời văn phòng lúc 6 giờ chiều. Tôi đến phòng tập gym hoặc đi dạo vào buổi tối. Tôi trở về nhà vào khoảng 7:30 tối và tắm rửa. Tôi nấu bữa tối hoặc thi thoảng gọi đồ ăn ngoài vào khoảng 8 giờ tối. Tối nghỉ chai lâu ngắn vào buổi chiều lúc khoảng 3 giờ. Tôi kết thúc công việc và chỗ văn phòng lúc 6 giờ trưa. Tôi đến phòng tạm gym hoặc đi dạo vào buổi tối. Tôi chỗ về nhà vào hôm 7 giờ 30. Tôi và tắm rửa. Đôi nhau vui tôi hộ xin xuống gối đồ ăn ổi và hôn tam giờ tôi nghĩ là nên xôi dài lâu nhanh Đi giải lao à? Hiu xì cưới. Hiu xì cưới. Chào bên hiu xì cưới. Chuy âm gì đà. chào lão, chào mừng chị. Bao vui chưa? Yeah, lúc còn 3시, 약 Đi 3시쯤 sáng sớm. vui chưa? Yeah, 짧은 휴식을 취합니다. 그리고 그렇게 뜻 마치다, 뜻 일을 마쳐요. 이렇게 야, 뜻 이름 보면, 맞지다. 저희 반공록 사무실에서 6시에 조이라 떠나다. 여기 rời Canada. 사무실 나와요. 또이 된 Canada 아 나와. 나는 체육관에 가거나 니자오 퇴근해요. 뭐이 또이 저녁에 퇴근해요. 니자오라 퇴근하자예요. đi dạo là săn trích hèo. ni자오 산책합니다. 산책 또 합니다. 왜냐? 집에 돌아와요. 네, 7시 30분쯤에 집에 돌아와서 샤워해요. 샤워해요. 그다음에 또이 냐오 보이 또이 저녁 준비해요. 냐오 요리해. 저녁 우 또이 조리해요. 저녁 요리를 하거나 띵통 거의 때때로 때때로 주문하는 거예요. 거의 주문. 거의 8시쯤에 저녁 8시쯤에 모일라 밖에서 배달음식 앙오이 배달 음식. 또 앙오이를 또 한. 그대로 주문을 합니다. 배달 음식을 주문해요. 오케이. 주문해. 이건 이제는 16번, 17번 해볼게요.
심 6번. 나는 저녁 식사 후 TV를 보거나 책을 읽으며 휴식을 취합니다. 나는 보통 자기 전에 이메일을 확인하거나 인터넷을 검색합니다. 나는 저녁에 친구들에게 전화를 하거나 문자를 보냅니다. 나는 보통 10시 30분쯤 잠자리에 듭니다. 나는 다음 날을 위해 11시쯤 잠에 듭니다. 네, 읽어주세요. 똑까오. 네. 나는 저녁 식사 후 TV를 보거나 책을 읽으며 휴식을 취합니다. 나는 보통 자기 전에 이메일을 확인하거나 인터넷을 검색합니다. 나는 저녁에 친구들에게 전화를 하거나 문자를 보냅니다. 나는 보통 10시 30분쯤 잠자리에 듭니다. 나는 다음 날을 위해 11시쯤 잠에 듭니다. 네. 뭐 잠자리 이렇게 얘기할 수, 발음이 세요. 잠자리. 잠자리는 혹시 알아요? 곤충, 곤충. 잠자리. 곤충, 곤충. 충충, 충충, 총총. 잠자리라 충충. 비행한. 쭉쭉. 네. 땡볕잠 충충. 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 그 곤충 잠자리. 있어요. 범, 범, 나비. 범, 나비. 아, 잠자리라 충충. 그 푸꾸옥에 충충 스카이바 있어요. 그래서 알아요. 잠자리 바. 그 여기서는 잠자리 이거 자는 거 얘기하는데 발음 틀려요. 잠자리 자 소리는 슬리핑 아, 니누 하는 거고요. 그러니까 지작 이 작 하는 거고 잠자리는 곤충 이름이에요. 텐 곤충. 곤충, 태권 좀 와. 곤충 땡별나지? 곤충 라 범, 라, 범, 나비, 잠자리, 나비 라 곤충. 네, 곤충, 곤충은 곤충이라고 해요. 곤충, 텐 곤충 라 충충 라 잠자리, 충충, 몰라요? 잠자리? 몰라요? 충충, 충충인데 발음. 네, 오케이, 통과. 자, 그러면 띵벳 한번 얘기해 주세요. 나는 소위 나는 네, 띵벳. sau khi ăn tối thì tôi thường tôi xem TV hoặc là đọc sách rồi rồi tôi đi nghỉ. Né. Sau ăn tối. Ăn tối. Nè. Sau khi ăn tối À, nè. thường tôi xem TV Nè. hoặc là đọc đọc sách Ừ. rồi tôi đi nghỉ. Để chưa Đi nhé. nghỉ. Nè, sau, sau, Đi nghỉ ngơi đấy. Nè, sau Mười ạ. bảy là Mô mươi tôi bốn phải, cậu, cậu mươi bốn phải. trước khi đi ngủ thường trước khi nghỉ thì tôi thường xem kiểm tra mail à. Tôi thường xem mail hoặc là Lúc sử dụng internet. ừ. Internet. À, trước khi đi nu Trước khi đi ngủ. đi đi nu tôi dùng확인하다 kết thúc hết Trước확인하다 khi ý nghĩa là kiểm kiểm tra tra email, kiểm tra và kiểm tra mail lúc 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 internet hoặc là lướt lướt khi internet, đi còn sách nè luôn internet sư sao không hiểu. à sử dụng internet luôn 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 internet Lướt internet, luôn sống hay shopping shopping luôn lướt sóng, quay, luôn internet luôn sống lướt shopping sóng, yeah lướt luôn internet, sống shopping lướt internet internet yeah lướt bây lướt giờ yeah sóng, lướt internet. lướt internet xem nè Nè, mommy tăng tôi vào buổi tối thì tôi gọi điện cho bạn ok bè. À, tôi gọi điện hoặc là gửi tin nhắn cho bạn bè.
nhắn là chỗ bạn bè này. Câu 19 là tôi thường đi ngủ Đi ngủ vào con vào đi ngủ khoảng mình chỗ khoảng 10:30. yeah. Chàm trai thì ấy, thường người ta là tức sân Đi ngủ đi ngủ. đi ngủ Thế thì chàm 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 chích chích chàm chữ chích đo chích 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 từ chích chà mưa đo cà tà, chích chích chà mưa đo cà tà. nè đi ngủ Ừ. chắc chắc đi sớm chích chích à Chị chỉ đi nè nghỉ. đi nè ok đi nè đi nè Tôi đi ngủ vào đi ngủ khoảng 11 giờ để cho ngày ngày hôm sau để đủ giấc cho ngày hôm sau.네. 이 일상 표현을 연습함으로써 자신의 루틴을 설명하고 언어 교환 중에 의미 있는 대화를 나눌 수 있습니다. 이렇게 하면 대화가 더 자연스럽고 상호작용적을 느낍니다. 네. 왜? 이렇게? 네, 읽어주세요. 냔냔? 빨라요? 네. 네. 이 이상 표현을 연습함으로써 자신의 루틴을 설명하고 언어 교환 중에 의미 있는 대화를 나눌 수 있습니다. 이렇게 하면 대화가 더 자연스럽고 상호작용적으로 느껴져집니다. 이거 좀 이상해요. 상호작용적으로 느껴집니다. 이거 자연스럽고 상호작용 좀 이상하고 서로 바로 자연스럽고 상호작용 느껴진다. 좀 이상한데 어쨌든 읽어주세요. 땡백 읽어주세요. 똑 땡백 똑 땡백. việc luyện tập các biểu đạt hàng ngày này sẽ giúp bạn cải thiện khả năng mô tả thói quen của mình và tham gia vào các cuộc trò chuyện có ý nghĩa trong các buổi trao đổi ngôn ngữ. Đây là một cách tuyệt vời để làm cho các cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên và tương tác hơn. chúng tác이게 상호작용이에요. 좀딱 번. 네, 네. 네. 1분 남았 상호작용. 5분 남아서 1분 남아서 끊어질 거예요. 백론 답 각유 다 상하이 야이 세죽 반 카이티엔 가난다 로이 권 과민 바 담자 바오 각국 조 주엔 고인이야 좀각 보이 자오도 이런 루 Đây là một cách tuyệt vời để làm cho các phúc số truyền cho nền tư nhiên và xung tắc hơn. Nè, suối Nè, suko xoay Tạm biệt. Nè. bye bye. Nè.